Bắt đầu nha. Hello, chào buổi sáng mọi người. Hôm nay mọi người tập đây là thứ ba mọi người. Nha. Bắt đầu mình khởi động một chút để cho cơ mình nó nóng hơn. Hai tay đặt lên gối, hít sâu nâng cằm lên. Qua phải hít, qua trái, qua phải hít, thở, hít, xưa thơm nước mũi cải nhà, nay gấu đỏ mới tạm gà thêm ngon. Rồi xoay tròn cổ. Thêm đậm đà phải không? Mì gấu rõ mới đã thơm ngon, nay thêm đậm đà. Nằm, xoay ngược vòng. Nằm. Sâu thẳng người lên, hai tay chống về, lắc nhẹ cái gót chân, mở hai chân ra rộng mình thảm, hai tay nâng cao, hít sâu, hít nâng. Ôm và giữ lại một chút. Hít. Thở. Ôm. Hít nâng. Hai tay thẳng về trước. Thở ra. Bàn tay phải mở. Mở qua bên phải. Lòng bàn tay trái áp vô. Bàn tay trái hướng vào bên trái, áp lòng bàn tay phải. 1 2 3 4. Hạ tay xuống gối, áp hai bàn chân vào nhau. Hai tay đang là với nhau và ôm lấy hai bàn chân thẳng lên ngực. Dỗ cái đầu gối. Mạnh lên. Mở hai tay đè lấy cái đầu gối. Thẳng tay lên. Hít sâu ở đây. Tay thẳng được thì tốt, không thẳng thì coi là như thế này đối với người mới cũng không sao. Hít sâu. Thở ra. Ôm lấy gối. Hít đè cái nữa. Hít. Thở. Hít. Giữ đây, đè sát xuống luôn. Thở đều. Hít. Mở ra. Mở.
gối. Thở. Thở. Hít nằm. Ôm gối. Từ từ hai tay thẳng về trước, áp sát cái ngực mình xuống luôn. Càng mình chạm được sàn luôn càng tốt. Thở đều. Hít nâng lên, ôm gối. Hai tay ôm ở dưới gối dưới. Bàn tay này nắm được khuỷu tay kia. Bàn chân sát con người tí. Nâng. Xoay tròn cái gối của mình. 1 2 3 4 5. Xoay ngược. 5 4 3 2. Tiếp tục hạ hai bàn chân xuống. Hai chân mình xếp chân trước chân sau. Tay nghe. Hít sâu ở đây. Thở, hạ cái khuỷu tay xuống sàn, khuỷu tay phải chạm sàn luôn, ngang hông của mình đó. Ép tay trái sát lỗ tai, mắt nhìn lên trần, thở ra, hít, mình đổi bên, thở, giữ ở đây, xoay mặt nhìn lên trần, thở đều, hít, nâng, thở ép ngược luôn, xoay mặt nhìn lên trần, hít, nâng, xoay qua bên trái, tay phải nắm gối, tay trái nắm đùi, dịch ra một tay lên ngực. Hít. Đổi bên. Hít. Thở. Hít. Thở. Rồi giữ lại xíu. Xoay hết mặt ra làm sao. Dẫn hết trơn cái cuộc sống của mình luôn. Đứng lên đầu thảm. Thoải mái nha, tập được thêm bao nhiêu thì tập đúng không?
nâng tay lên, quỳ gối xuống. Thở đều. Tay trước ngực, thở xoay về bên trái, cài cái khuỷu tay vào gối, xoay hết nhìn lên. Nâng lên. Tiếp tục thở, khuỷu gối xuống, xoay qua bên phải. Vai cà xuống đầu gối. Giữ thở đều. Hít, nâng lên lần nữa. Giữ thở đều. Mắt nhìn lên luôn. Đây là tư thế đỉnh núi lửa. Hít sâu, mở hai tay ra giữ nguyên gối. Thở đều. Hạ hai tay đẩy hết về sau. Cà mình chạm xuống đầu gối. Gán giữ chút xíu. Thích thả bàn tay chạm sàn. Thở ra, bật người xuống. Kỳ cầu. Giữ. Giữ ở tư thế kỳ cầu. Sau bước chân phải mình lên, lòng bàn chân nó ở giữa hai bàn tay, thở hạ gối sau, mở tay ra, thở đều, tay trái chạm gối sau, nâng tay phải lên, giữ. Thở đều, dặn luôn cái cột sống này. Thở đều. Hạ tay xuống. Chống hai tay xuống sàn. Gập cái chân xuống. Gập chân trước xuống. Sàn thở ra một cái, nâng người lên đỉnh núi, giữ thở đều ở tư thế đỉnh núi, thở đều. Đáng chân phải là thấp sâu, thở gập bàn chân hạ xuống, hạ về trước. Thở ra tay phải chạm gối. Ngã đầu lần nữa. Hít, hạ tay chạm sàn. Nâng chân sau lên. Chân sau lên bằng chân trước, khuỷu gối xuống, hai tay thẳng gần sau, ép vào nhau, càm đặt xuống gối, giữ thở đều. Mở tay em, hít, giữ.
nhiều. Hít thẳng lực, ngã đầu, hít nâng tay thẳng lực, thở hạ tay. Hết một vòng mọi người thở đều. Giữ thở đều. Tay chạm sàn, hít bật người xuống cây cầu, thả xuống cây cầu, dưỡng xíu, thở đều, thở đều. Trái bước lên, chân trái bước lên, chân sau hạ gối, hít nâng người lên, thở tay phải chạm gối sau, tay trái nâng, hít hạ tay. Gập luôn cái chân trái ở phía trước. Thở ra. Tay lên. Hít. Thở nhẹ đầu. Hít hai tay chạm sàn. Nhẹ nhàng chống chân sau, mình nâng người lên, rút chân trước xuống, hơi được nuôi, giữ thở đều. Chân trái nâng, hít, thở gập chân và hạ về trước, hạ cái gối sau luôn. Tăng tay lên, hít, tay trái chạm gối sau, hít mở tay, thở, hít rút chân sau lên. Hai tay ép ra sau lưng, càng đặt lên gối, nhìn xuống bàn chân của mình, thở đều. Từ từ hai tay nhẹ nhàng nhìn lên cô, thở đều. Rồi mọi người hạ tay, thả lỏng xíu 10 giây.